Chào mọi người, hôm nay tôi làm clip này để trả lời cho một số những người mà nhắn tin cũng như là trực tiếp gặp tôi và hỏi những cái câu mà tôi thấy trả lời từng người một nó sẽ rất là tốn thời gian và rất là mệt mỏi. Thứ nhất là rất nhiều người gặp tôi và bảo là cháu ơi, em ơi, khi nào thì đất nước Việt Nam sẽ thay đổi, cái chế độ cộng sản sẽ phải sụp đổ và chuyển sang đa đảng, và khi nào đất nước Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Thì cái câu trả lời của tôi đó là khi nào quý vị dám đứng lên đấu tranh, khi nào quý vị dám từ bỏ cái việc mà cơm áo gạo tiền nó quá nặng nề mà đấu tranh cho cái quyền căn bản mà quý vị đang quan tâm, thì khi đó Việt Nam sẽ có dân chủ và nhân quyền, và lúc đó chế độ cộng sản độc tài cầm quyền sẽ bị sụp đổ và chuyển sang là một cái chế độ đa nguyên đa đảng, chế độ tam quyền phân lập và quyền con người của quý vị. Cái sự công bằng công lý lúc đó sẽ được thực thi. Một số những cái người mà gửi tin nhắn vào cho tôi mà họ không có biết tôi là ai, cũng như là tôi chưa từng biết họ là ai, thì họ bảo tôi là em ơi, cháu ơi, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền thì cháu em cần phải tha thứ cho những người công an đã gây ra những cái tội ác với em, với cháu, mà hãy vượt qua những cái sự độc ác của họ để mà đấu tranh với những cái người cấp cao, những cái người ra chỉ thị cho những người công an thực thi cái nhiệm vụ đó. Bởi vì thực sự những người công an mà họ dùng cái hành vi ác độc với em như là đánh đập, ngăn chặn quyền tự do đi lại cũng như tất cả mọi cái quyền của em, của cháu, mà phải đấu tranh với những cái ông như là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc hay là bà Kim Ngân hay ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thì tôi trả lời rằng nếu không đấu tranh, nếu không nói thẳng vào mặt những cái thằng công an mà nhận lệnh ấy để làm những cái việc độc ác như vậy, thì làm sao quý vị có thể đấu tranh được với ông Trọng Lú, bà Kim Ngân. Chúng ta cần phải nói vào mặt những cái người công an gây tội ác với mình, với trực tiếp với người dân đây này, để cho họ biết dừng cái bàn tay gây tội ác đấy lại. Và họ cần phải hiểu ra rằng, chính những người công an đó họ cần phải hiểu ra rằng họ cũng là con người. Tại sao họ lại nhận lệnh của những cái tên chóp bu Đảng Cộng sản để gây tội ác với dân, mà người dân chúng ta lại, những cái người mà nạn nhân trực tiếp lại tha thứ cho những kẻ gây tội ác. Chính vì cái sự gọi là tha thứ của người dân Việt Nam từ bao nhiêu năm nay với những kẻ gây tội ác với mình, thì mới có cái chuyện là mấy chục năm nay công an họ trở thành một cái điều gì đấy rất là khủng khiếp đối với người dân. Họ gây ra tội ác với người dân một cách hết sức là thoải mái. Cái điều thứ ba mà mọi người nói với tôi là em ơi, hãy đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, đấu tranh cho cái quyền con người, đấu tranh cho cái vấn đề là Việt Nam cần phải thay đổi. Bỏ qua cái việc công an cướp tài sản riêng của em đi, bỏ qua cái chuyện công an cướp đất, cướp nhà, cướp phá hoại tài sản của người dân đi. Tôi xin trả lời này: Trung Quốc nó xâm chiếm biển đảo, đánh bắt giết ngư dân Việt Nam, đã có biết bao nhiêu người đứng lên để đấu tranh. Quý vị đã bao giờ mở mồm hay bước chân xuống đường để đấu tranh chưa? Chưa, đúng không? Quý vị chỉ ngồi theo dõi. Và lại đặc biệt là quý vị này bảo là chứ vì cái này, vì cái kia, vì công việc, vì con em, vì con cháu, nếu bây giờ tôi mà đứng ra đấu tranh như bạn thì gia đình tôi sẽ gặp thế lời, gia đình tôi sẽ gặp thế kia. Tôi xin trả lời là ai cũng có gia đình, ai cũng phải lo cái vấn đề cơm áo gạo tiền. Như tôi đây, tôi phải lo cơm áo gạo tiền, tôi không đi đấu tranh cho bất cứ ai cả. Tôi đấu tranh cho chính bản thân tôi, cho con cháu tôi, cho gia đình tôi. Như đấy, Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, đánh bắt giết ngư dân Việt Nam, tôi cũng đi đấu tranh. Nhưng rồi sao? Tôi bị công an đánh đập, tôi bị công an bắt, tôi bị công an làm đủ mọi kiểu. Tôi nói là khi nào cái vấn đề mà gọi là vấn đề đấu tranh cho vấn đề to lớn là vận mệnh của đất nước như vậy, khi nào quý vị cũng phải là cái người trực tiếp đứng ra để đấu tranh. Bởi vì sao? Một cây làm chẳng lên non, ba cây trụ lại lên hòn núi cao. Đảng Cộng sản Việt Nam họ tách người dân ra, họ nói là những cái vấn đề trọng đại, vấn đề Trung Quốc xâm chiếm biển đảo hay là cái vấn đề vận mệnh của dân tộc, vận mệnh của đất
cho Đảng Cộng sản no là có 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản no, trong khi họ không cần cần biết là 90 triệu người dân Việt Nam ra sao. Nhưng tôi nói này, khi mà vận mệnh đất nước lâm nguy thì đảng viên Đảng Cộng sản, những tên lãnh đạo cho bu ấy, nó dâng Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Quốc đấy. Bây giờ Trung Quốc nó xâm chiếm biển đảo hay nó đánh bắt giết ngư dân Việt Nam đúng không? Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có nói mấy câu lằng nhằng vậy thôi, xong là vẫn sang Trung Quốc để xin viện trợ, vẫn sang Trung Quốc để vay tiền. Vậy cái khoản tiền đó họ đút túi, họ cho con cháu đi du học, cái lúc biến động thì họ tót đi sang nước ngoài để họ ở, họ sống cái cuộc sống sung sướng. Và cái vấn nạn chịu đựng là người dân Việt Nam, 90 triệu người dân Việt Nam đây này, quý vị muốn biết là dân tộc Việt Nam sẽ ra sao khi mà bị Trung Quốc xâm chiếm, khi mà trở thành nô lệ của Trung Quốc, thì hãy vào xem là dân Tây Cương hiện nay đang bị sống ra sao, đang bị chịu bao nhiêu những cái khổ ải, bao nhiêu cái cơ cực, kể cả cái quyền con người của họ bị xâm hại một cách tồi tệ đến mức độ nào. Thì tương lai của Việt Nam khi trở thành nô lệ của giặc Tàu thì chúng ta, 90 triệu dân chúng ta cũng sẽ bị chịu cái cảnh y như người dân Tây Tạng hiện nay. Thế rồi có người bảo tôi là vấn đề Formosa, rất nhiều người nói nhé, vấn đề Formosa nó xả thải xuống biển miền Trung ảnh hưởng gì đến em, đến cháu mà lên tiếng? Một mình em, một mình cháu có giải quyết được cái gì không mà lên tiếng? Tôi xin trả lời này, khi Formosa nó xả thải hủy diệt dân tộc Việt Nam, đó là hủy diệt môi trường biển, rồi là những cái rác thải ô nhiễm, rác thải độc hại của Formosa nó chôn ở các vùng thượng nguồn nước cho người dân sinh sống, hay nó chấn giải, nó chôn ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này. Cái độc hại đó nó sẽ gây ra là từ nguồn nước, rồi là những cái rau gạo mà cấy mà trồng ở cái khu vực đó, hay là cá tôm cua cá được nuôi dưỡng ở cái khu vực đó nó bị ô nhiễm. Tôi làm sao tôi biết được là hàng ngày tôi mua thực phẩm ăn này, nguồn gốc thực phẩm đó từ đâu? Biết đâu cái nguồn gốc thực phẩm đó nó từ những cái vùng mà ô nhiễm do Formosa nó xả thải, với cả nó chôn chất thải, cái sự độc hại đấy. Tôi ăn, con cái tôi ăn, gia đình tôi ăn, bởi vì bữa cơm hàng ngày của chúng ta bây giờ chúng ta không có khả năng biết được là nó có độc hại hay là an toàn. Vậy thì lý do tôi đấu tranh phản đối cái Formosa xả thải cũng như là chôn chất thải hủy diệt cái dân tộc Việt Nam này, hủy diệt cái môi trường sống của Việt Nam, dân tộc Việt Nam này, đó là tôi bảo vệ tôi bảo vệ cái nguồn thực phẩm của tôi. Và không phải là một mình tôi đấu tranh, tôi trả lời là không phải một mình tôi đấu tranh, và cũng không phải một mình tôi là cái người chịu hậu quả từ cái việc mà Formosa nó xả thải như vậy, mà dân miền Trung rất nhiều người, cũng như là 90 triệu người dân ở Việt Nam, trừ cái con cháu đảng viên Đảng Cộng sản hay là những đảng viên Đảng Cộng sản hoặc những quan chức chóp bu rồi là công an. Tôi nói này, những cái kẻ chóp bu như ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Kim Ngân hay là những ông bà bộ trưởng mà họ đã đến cái vùng biển miền Trung, họ ăn tôm ăn cá, họ nhảy xuống biển, họ tắm, họ bảo sạch sẽ, biển sạch rồi, thực phẩm sạch có thể ăn. Tôi khẳng định với quý vị là họ không ăn tôm cua cá biển ở khu vực Vũng Áng, mà biết đâu cái bữa thức ăn đó lại là được hải sản, nguồn hải sản mà nhập khẩu từ các nước sạch sẽ về. Làm sao quý vị có thể biết được? Và hàng ngày đây này, quý vị có đủ tiền để vào trong những cái cửa hàng mà thực phẩm sạch nhập ngoại nhập khẩu có cái bảo đảm an toàn vệ sinh không? Không. Hay quý vị có đủ tiền để mà làm những cái khu vườn hay là cái khu trang trại để cung cấp thực phẩm riêng cho gia đình quý vị không? Quý vị không có. Như ông Lê Khả Phiêu hay là Nguyễn Phú Trọng hay là những ông bà trong cái bộ chính trị ấy, thì chắc chắn họ có. Chính vì vậy mà nguồn thực phẩm ô nhiễm hay không liên quan đến họ. Nhưng mà chết là chết những người dân chúng ta. Và cái gì? Cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng, khi mà Formosa nó xả thải thì ông Nguyễn Phú Trọng đã vào khu vực Vũng Áng, vào
thăm cái công ty Formosa và theo rất nhiều báo chí của Đảng Cộng sản nhé, là ông Võ Kim Cự với cả là công ty Formosa đã tặng cho ông Nguyễn Phú Trọng một cái tượng Hồ Chí Minh bằng vàng. Và từ đó đến nay thì ông Nguyễn Phú Trọng ông ra lệnh cho công an ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập, vu khống, hãm hại tất cả những ai, những người dân nào mà lên tiếng yêu cầu khởi tố Formosa, yêu cầu đóng cửa Formosa, yêu cầu chính phủ phải giải ngân cái khoản tiền mà Formosa đó đền bù cho những ngư dân bị thiệt hại bởi cái thảm họa Formosa xả đại. Đó, công an, quý vị nói là đừng đấu tranh với công an, nhưng công an chính là những cái kẻ gây ra những cái tội ác đó là sao? Bây giờ quý vị thấy không, công an họ đánh người dân hết sức là thoải mái khi những người dân ở những ngư dân ở trong Cồn Sẻ biểu tình yêu cầu đóng cửa Formosa, phản đối Formosa xả thải hủy diệt môi trường biển, ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn sống của họ, đến cái cuộc sống mưu sinh của họ, thì đã bị công an đánh thê thảm đến mức độ nào quý vị biết chứ. Vâng, nếu như thưa tha thứ cho những người công an gây tội ác như vậy, đó chính là quý vị đang tiếp tay cho tội ác. Tôi biết người dân Việt Nam rất là nhiều người tử tế, sống rất là đạo đức, nhưng quý vị lặng câm trước cái tội ác của những người công an gây ra đối với người dân, đối với cái dân tộc này, là quý vị đang tiếp tay cho tội ác để hủy diệt cái dân tộc này, chứ không phải là quý vị là những người tử tế nữa đâu. Rồi rất nhiều người nói với tôi là khi em ơi cháu ơi đi đấu tranh cho cái quyền con người thì cũng nên tôn trọng cái quyền con người của công an. Công an họ đánh em gãy chân thì hãy tha thứ cho họ. Công an họ bắt em, họ khống chế cái quyền tự do đi lại của em, hãy tha thứ cho họ. Họ ăn cướp băng vệ sinh của em cũng đừng nói, đừng đòi cái băng vệ sinh làm gì, bởi vì cái băng vệ sinh nó chỉ có mấy nghìn bạc. Nhưng tôi nói với quý vị này, tôi xin trả lời như này. Vâng, đất nước Việt Nam là một cái tài sản rất là to lớn đối với dân tộc Việt Nam, với 90 triệu dân Việt Nam đúng không? Bởi vì các cụ xưa đã có câu là nước mất thì nhà tan. Tôi đi đấu tranh phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, đánh bắt giết ngư dân, tôi bị công an đánh bắt đúng không? Tôi nói lên cái phản đối những cái hành vi, tôi nói lên những cái tội ác của công an là đánh bắt giết dân, cướp đất, cướp nhà, phá nhà, phá tài sản ruộng vườn hoa màu, bắt dân bỏ tù một cách vô cớ để lấy cớ cướp đất. Thì tôi bị công an đánh gãy chân. Tôi chỉ có mỗi mấy cái biểu ngữ là dân cần cá sạch, yêu cầu chính phủ minh bạch thảm họa cá chết, biển đã bị nhiễm độc, xin đừng vô cảm. Vâng, chỉ có mấy cái biểu ngữ đó mà tôi vẫn còn để trong túi, tôi chưa có kịp cầm ra. Khi tôi vừa đến, tôi với người bạn của tôi vừa đến cái chỗ bờ hồ Hoàn Kiếm thì đã bị cả một lũ công an, hàng mấy chục thằng công an, cả cái bộ công an và cái ngành công an, cả sắc phục lẫn thường phục, dùng vũ lực là bắt tôi vào trong đồn công an phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đè ngửa tôi ra, cả sắc phục lẫn thường phục, như mấy chục thằng nhá, con trai đó, đè ngửa tôi ra, lột quần áo của tôi ra, xong là làm gì? Cướp băng vệ sinh của tôi, cướp tất cả mọi thứ tài sản tôi có trên người. Vậy thì bây giờ tôi nói này, tôi cũng đã đấu tranh cho cái vấn đề Trung Quốc xâm chiếm biển đảo là cái vận mệnh của dân tộc này, cái đất nước này. Rồi Formosa xả thải, rồi là ngư dân bị đặt bắn, bị giết. Rồi là phản đối cái hành vi độc ác của cán bộ Đảng Cộng sản cầm quyền, cũng như là công an đã đánh dân tỏa, cũng như là vô tội vạ là đánh giết dân, rồi là phá nhà cướp đất. Nhưng có đòi được không? Chứ không phải là không có hiệu quả, tôi dám khẳng định là có hiệu quả. Tất cả những cái việc làm của tôi, của rất là nhiều người dân khác phản đối những cái hành vi đó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều có hiệu quả, nhưng cái hiệu quả của nó chưa cao như quý vị mong muốn đúng không? Bởi vì sao?
Bởi vì muốn có cái hiệu quả cao như quý vị mong muốn thì quý vị chính là những cái người phải trực tiếp xuống đường, trực tiếp lên tiếng, trực tiếp đòi cái quyền của mình, trực tiếp phản đối những hành vi độc ác, những hành vi sai trái của công an, của đảng viên Đảng Cộng sản, thì lúc đó cái hiệu quả nó mới cao như quý vị mong muốn. Rất nhiều người nói với tôi, họ là những người họ là những người có kiến thức, còn trí thức hay trí ngủ tôi cũng có dám khẳng định. Bởi vì cái câu trả lời là họ là trí thức hay trí ngủ thì dành cho cả 90 triệu dân và dành cho chính họ là cái người trả lời nó sẽ chính xác nhất. Còn tôi không phải là nhà trí thức, tôi chỉ có trình độ học vấn lớp 7 thôi. Nhưng tôi khẳng định này, kiến thức của anh có cao siêu đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà anh không thực hiện cái hành vi dùng chân, dùng tay, dùng khối óc của mình để làm, để thực hiện, thì cái trí thức của bạn, cái kiến thức của bạn cũng chỉ là một mớ bong bóng vứt xó. Kiến thức của anh có bao nhiêu, anh hãy sử dụng đúng cái kiến thức của anh đi. Anh hãy sử dụng đi để bảo vệ cái dân tộc này, bảo vệ cái đất nước, bảo vệ cái nguồn sống, bảo vệ những cái giá trị đích thực của người dân Việt Nam đi. Đừng cho mình là những cái người giỏi, đừng cho mình là những cái người tử tế mà lặng câm trước tội ác của công an, của đảng viên Đảng Cộng sản, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nước mất thì nhà tan. Khi đất nước lại rơi vào tay giặc Tàu, khi đất nước lại bị hán hóa, nguồn thực phẩm bị ô nhiễm, đất nước không còn một cái gì tan hoang. Cái đạo đức, tôi nói là hiện tại bây giờ cái đạo đức con người đang bị xuống cấp một cách trầm trọng bởi cái nền giáo dục của Việt Nam hiện nay và của cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Bởi vì sao? Giáo dục thì các thầy cô giáo bị cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như các quan chức cầm quyền, họ điều đi làm ca ve, họ điều đi làm tiếp viên để cho cán bộ Đảng Cộng sản họ ôm ấp, họ sờ mó trong những cái buổi nhậu, trong những buổi hát karaoke. Thì những người giáo viên đó, họ có còn đủ cái đạo đức, họ còn có đủ cái phẩm giá để dạy những đứa trẻ con, những đứa học sinh, những cái mầm móng tương lai của đất nước nữa không? Không. Những đứa trẻ mà học qua những thầy cô giáo đó, chúng nó có trở thành những người tử tế được nữa hay không? Không. Bởi vì chúng nó bị học qua những cái người không có đạo đức, không có đủ cái phẩm giá để giữ lại cái phẩm giá của chính bản thân họ, thì làm sao họ truyền đạt cái phẩm giá của con người cho những đứa trẻ, những đứa trẻ mà đang là những cái tờ giấy trắng, đang cần một cái sự giáo dục bằng một cái nền giáo dục thực sự tốt lành, bằng những cái con người có tâm có đức. Rồi đến cái chuyện nhiều người bảo tôi là hay đừng chửi, hay dừng cái việc chửi với công an lại đi, hay tha thứ cho họ. Tôi nói này, tôi là một người đàn bà. Nếu quý vị đặt cương vị quý vị vào tôi, quý vị thường xuyên bị công an bắt, thường xuyên bị công an bắt cóc con của quý vị, thường xuyên bị công an đánh đập, thường xuyên bị công an cướp tài sản, thường xuyên bị công an họ đánh, có nghĩa là họ đến tận nhà. Tôi nói là họ đến tận nhà, họ đe dọa giết, họ giải truyền đơn, công an họ giải truyền đơn vào nhà, họ đổ dầu nhớt móng tôm vào phá hoại tài sản. Rồi nếu như bạn đưa con bạn đi chơi, con của bạn là một đứa trẻ, bạn đưa nó đi chơi thôi, rồi khi bạn đưa con về thì bị công an đổ móng tôm lên đầu. Rồi bạn đưa con bạn đi thắp hương cho bà của bạn, khi về cũng bị công an đổ móng tôm lên đầu, trong khi trời mùa đông giá rét. Tôi hỏi quý vị, trong trường hợp đó quý vị sẽ làm gì? Là một người đàn bà như tôi chỉ có cái mồm để nói trong cái hoàn cảnh như thế. Còn lý do tại sao mà ở Việt Nam hiện nay công an đấy, ngay như ông Lê Đức Tùng là trưởng công an thành phố Phủ Lý, là kẻ trực tiếp nhiều lần ra tay đánh tôi trong khi tôi không hề vi phạm. Tôi hỏi họ rất là tử tế là tôi vi phạm cái gì thì họ không trả lời được. Chính vì không trả lời được thì dùng vũ lực để đánh tôi. Rồi là ông thì chính cái ông Lê Đức Tùng đấy đã bị
không phải là ông ta độc ác riêng với một mình tôi mà ông ta độc ác với nhiều người, thì chính ông ta đã bị người ta đem súng đến tận nhà người ta bắn nhá. Hay là cái tình trạng mà công an bây giờ ấy bị dân người ta chửi cho như là chửi chó, vì sao? Vì công an người ta quá là ác. Hay là cái sự bạo lực, bởi vì ở Việt Nam hiện nay người dân người ta không còn tin vào luật pháp nữa, có bất cứ một cái chuyện gì họ cũng dùng vũ lực. Ngay như mới đây một cái ông cán bộ ở ban kinh tế trung ương nhá, đi xe ô tô biển xanh hẳn hoi tông vào người đi đường, nhưng mà không có chịu dừng xe, tiếp tục tông người khác, tiếp tục tông người khác bỏ chạy, thì người dân làm sao? Người dân họ phải đuổi, họ phải chặn lại, và họ bắt được thì họ đánh như đánh một con chó. Lý do vì sao? Vì những cán bộ đảng viên đảng cộng sản, những cái kẻ cầm quyền của cái đất nước này, họ không coi mạng sống của người dân ra cái gì, và luật pháp không được công minh. Luật pháp không được công minh, công an họ muốn diệt ai ý, thì họ gây dựng, họ dựng lên tất cả những cái, họ có thể dựng lên bất cứ một cái án gì đó, một cái bằng cớ gì đó, thế là họ nhét người ta vào tù. Hay là có một cái vụ kiện nào đó, một vụ kiện bình thường nhé, giữa hai người bình thường với nhau kiện nhau, nhưng mà thằng nào có tiền thì thằng đấy thắng. Thằng nào có tiền nhét cho quan tham cộng sản, nhét cho những cái thằng công an điều tra, nhét cho viện kiểm sát, nhét cho tòa án thì thằng đấy thắng. Còn thằng nào đúng, không cần biết anh đúng, anh bằng chứng anh có bao nhiêu đúng đi chăng nữa, nhưng anh không có tiền để nhét vào mồm những cái thằng công an, tòa án, viện kiểm sát kia thì anh đều là thua hết. Rồi tại sao công an suốt ngày đi cướp đất, cướp nhà, cướp phá hoại tài sản của dân, rồi là ăn cướp dọc đường, tràn lan đại hải như vậy, không bị xử lý? Rồi những cái thằng trộm chó, trộm mèo, họ học những người công an đó. Hay là cái chuyện mà bắt cóc, cái chuyện mà bắt cóc trẻ con. Tôi nói này, ở Việt Nam bây giờ, cái tội phạm bắt cóc phụ nữ và trẻ con nhiều nhất đó là công an, nhưng họ chưa bao giờ bị xử lý. Chính vì thế mà bây giờ ở ngoài đường, quý vị thấy, lên YouTube hay là lên Google tìm tra thôi, là bắt cóc trẻ con, bắt cóc phụ nữ nó nhan nhản ra. Những cái tội phạm đó họ học ai? Họ học chính những người công an. Công an là một cái tổ chức phạm tội bắt cóc, ăn cướp nhiều nhất, và những cái tội phạm mà không bị xử lý, chính vì vậy mà những cái người tội phạm kia kìa, họ mới học công an. Nhưng khi họ bị bắt, họ đưa bị những người ăn trộm kìa, bị bắt mà giao cho công an. Công an luật pháp ở Việt Nam bây giờ sao? Không có xử lý, chỉ có phạt vi phạm hành chính mấy trăm nghìn rồi thả họ ra. Thì họ thấy như thế là quá dễ dàng, đúng không? Thì khi mà họ bị bắt, khi những người tội phạm đó, những người ăn trộm chó trộm mèo bị bắt ấy, thì nếu người dân mà đuổi họ, họ đánh lại người dân, họ nghĩ là chẳng có sao cả. Thế là quen rồi, đúng không? Quen rồi. Đến khi cái sức chịu đựng của người dân bình thường không còn khả năng chịu đựng nữa, họ bắt được những người trộm chó, bắt được những người trộm mèo, bắt được những người trộm vặt, thì họ đánh cho những cái con người đi ăn trộm như vậy. Thực sự là quá ác độc. Tôi không có dám xem hết những cái hình ảnh đó. Nhưng những vị quan tham cộng sản, họ ăn của người dân đủ mọi thứ, thì người dân lại sợ hãi, không dám đấu tranh, không dám lên tiếng. Đó là sao? Tôi trả lời lại quý vị, những người hỏi tôi là đất nước này khi nào mới có dân chủ, nhân quyền, luật pháp mới được công bằng, văn minh? Lúc nào mà tam quyền mới được phân lập, luật pháp mới được công minh? Tôi trả lời là khi nào quý vị dám đứng lên, dám đấu tranh đòi lại cái quyền của mình, dám đấu tranh phản đối, chống lại những tội ác của công an, chống lại những tội ác của đảng viên đảng cộng sản cầm quyền, yêu cầu phải có tam quyền phân lập, yêu cầu phải sửa đổi những cái điều luật phi pháp, yêu cầu phải vứt bỏ cái điều 4 hiến pháp, thì lúc đó quyền của quý vị mới được bảo đảm, và lúc đó luật pháp mới được công minh, công lý mới được thực thi. Chứ quý vị đừng chờ đợi người khác làm cho mình. Đừng hỏi tôi cái câu hỏi là khi nào mới thành công, khi nào cái điều quý vị mong muốn mới được thực thi. Đừng hỏi tôi câu đó, bởi vì sao?
bởi vì tôi không thể nào, hay là những cái người đấu tranh khác, hay là bất cứ một cái tổ chức xã hội dân sự nào, hay là một cái nhóm người đấu tranh hoạt động nào mà làm thay quý vị được. Và phải bản thân quý vị 90 triệu người dân, mỗi người đấu tranh một phần, mỗi người cùng lên tiếng, cùng đấu tranh chống lại những cái sai cái ác của Đảng Cộng sản cầm quyền, chống lại những điều luật phi pháp, thì lúc đó cái điều mong muốn của quý vị, cái đất nước Việt Nam này mới giữ được cái nguồn thực phẩm, cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường nó mới được giảm đi, nguồn thực phẩm sinh sống của quý vị nó mới được bảo đảm, và nhất là cái quyền con người của quý vị, cái mạng sống của quý vị không có bị lơm lớp lo sợ là công an họ giết bất cứ lúc nào, tài sản của quý vị không lo là bị công an, bị đảng viên cộng sản họ cướp bất cứ lúc nào, hay như bây giờ đang có rộ những cái tin đồn là đổi tiền đó. Và nếu thực sự là có vấn đề đổi tiền thì tài sản của những người các quý vị bây giờ đang bảo là tôi chỉ lo cơm áo gạo tiền, đúng không, lúc đó tiền của quý vị tích lũy có còn được bảo đảm không, hay là đất nước Việt Nam rơi vào tay giặc Tàu rồi, trở thành lô lệ của Trung Quốc rồi, lúc đó quý vị có đủ cái khả năng để giữ lại cái tài sản của mình không, quý vị có đủ cái khả năng để bảo đảm là cái mạng sống của con cái quý vị, của gia đình quý vị có được an toàn không? Hãy trả lời đi, câu trả lời dành cho chính quý vị đó. Khi nào đất nước Việt Nam có dân chủ, nhân quyền, tam quyền phân lập? Câu trả lời đó dành cho chính những hành động của các bạn. Vâng, tôi xin trả lời như vậy ạ.